Dạ, em có món quà tặng chị nhân ngày chị sinh ra cháu ạ. Nghe về chị lâu mà bây giờ mới được gặp, trông chị trẻ quá, trông lại cứ như 50 à. Không dám, tôi mới có 45 thôi. Dùng đồ bổ thế này, thợ thừa chất, mời anh Năng về cho. Vợ sếp khó tính thế à? Nhọc nhà sếp khó chịu lắm anh ơi. Chị, em có chút quà, chị nhận giúp em nhá. Cô mang về. Chị nhận giúp em nhá. Chị mang kia về. Về. Chị. Không chị em gì hết, đi về. Dạ thôi, em xin phép chị ạ. Em về ạ. Em xin phép, em tặng sếp con báo mạ vàng mới đặt nghệ nhân làm xong. Tặng quà gì cho nó thiết thực một chút. Mấy cái đồ này chỉ có tổ chật nhà thôi. Cậu đem về đi. Ôi giời ơi, lại còn hạn chế tiếp khách chứ. Ai muốn ra vào cứ như chạy đua ấy. Mà cậu xem cái dự án thế nào đi, chứ để ì ạch mãi thế này chết tiền. Tết đến nơi rồi, xem biếu xén quà cáp nào biếu nó xong đi để làm. Thế là tôi đi về đi massage, đau lưng quá. Chết rồi. Đau quá. Sếp có sao không ạ? Đau. Cửa này là bị thoát vị đĩa đệm rồi sếp ơi. Ai đau quá. Thế mà không nghĩ ra. Quà cậu tặng sinh nhật tôi đâu? Mang qua đây. À, thế mà em lại không nghĩ ra tặng sếp cái đấy anh ạ. Món quà vừa sang trọng nhá, vừa thiết thực, không sợ bị đụng hàng anh ạ. Điều trị thoái hóa cột sống này, chip thế hệ mới mạnh mẽ nhá, tích hợp 16 bài massage trị liệu nhạc sóng não anh ạ. Nói theo một cách khác thì Fury Luxury 889 Lux là phiên bản siêu phẩm của 2021 đây anh ạ. Êm quá đi này. Da này, khung máy Luxury có khác. Các động tác đấm này, ấn, vỗ, day, miết, nó chân thật cứ như là nhân viên massage chuyên nghiệp ấy. Vâng, quá chuyên nghiệp. Này, dạ. Nghe bảo như con này như là còn có 16 chế độ massage chuyên biệt này. Vâng. Còn độc quyền nữa cơ. Đấy anh. Quá đấy, độc quyền. Bảo sao mình đau như thế. Mới ngồi được một lúc êm hẳn đi nè. Ôi vâng, máy này có nhiều bài tập hay lắm anh ạ. Massage của Trung Quốc, massage giải rượu, đấm vỗ gót bàn chân, bài tập trị liệu thoái hóa cột sống anh ạ. Công nhận hay thật đấy. Mà cậu biết không? Dạ. Bàn chân ấy nó là trái tim thứ hai của cơ thể đấy. Vâng. Cho nên là cái bài mà đấm vỗ gót bàn chân ấy nó là ăn điểm đấy. Ăn điểm đấy anh ạ. Mà hay thật, công nhận chuyên sâu. Chuyên sâu. Không chỉ thư giãn đâu mà còn là trị liệu đấy. Là trị liệu luôn anh ạ. Nhưng mà này, cái hay ấy là làm sao nó biết được những cái điểm mỏi nhức trên cơ thể của mình thì nó chạm vào nhỉ? Đấy anh ơi, máy này sử dụng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới nhất, chưa có trên thị trường đâu anh ạ. Bảo sao hay thế. Anh mới ngồi một lúc mà thấy người mình nó khỏe hẳn ra này. Dạ vâng. Này, con này để tặng cho vợ sếp hay là bố mẹ hai bên hết nút. Là hết nút. Thôi. Dạ. Không lòng vòng nữa. Lên được. Lên được. Dạ, em chào chị ạ. Anh nhà còn chưa về đâu. Hôm nay em qua đây là em xin phép được gặp chị ạ. Sếp cậu ấy thì Tết nhất chả thấy mặt mũi đâu cả. Dạ. Chả bao giờ có mặt ở nhà cả. Dạ vâng, chính vì thế cho nên là em có món quà này tặng chị ạ. Chị xem này. Em có món quà này tặng chị ạ. Chị ngồi lên thư giãn đi ạ. Dạ thưa chị, đây là ghế massage Fuji Luxury 889 Lux. Bạn
đặc biệt nó có một cái chức năng rất hay, đấy là massage giải rượu chị ạ. Từ nay chị không phải lo anh nhà mỗi lần đi nhậu nhẹt xong về đi massage mắt gần nữa. Bởi vì có chiếc ghế này rồi, anh lại càng có lý do để về nhà chị ạ. Dạ. Công nhận, tặng quà như thế này mới là tặng quà chứ. Dạ. Công nhận là thích thật đấy. Dạ. Mà sếp cậu về rồi kia kìa. Em chào sếp ạ. Bây giờ hai anh em cứ ngồi nói chuyện với nhau. Dạ. Để tôi vào pha ấm trà nóng nhá. Dạ vâng ạ. À mình ơi, mình vào thử quà tặng của Việt Anh tặng tôi xem. Để em đỡ chị ạ. Em mời sếp ạ. Dạ sếp thử đi ạ. Dạ vâng. Sao ạ? Sếp thấy thế nào ạ? Ôi giời, thích. Ôi giời. Dạ. À, cái dự án lần trước cậu nói ấy, dạ, chả nhắc tới Việt gì cả. Dạ. Mà hết năm đến nơi rồi, để sang năm mới là không hay. Ôi sếp ơi, công việc hôm nay mình tặng người gác lại đi ạ. Dạ, hôm nay em qua đây là để chúc Tết anh chị và tặng quà anh chị thôi ạ. Báo cáo sếp là nhân dịp năm mới, sếp là mệnh thổ, năm Nhâm Dần, em chúc sếp bội phần như ý ạ. Được. Dạ, dạ. Thế còn cái dự án gì mà đang gian dở ấy, dạ, thì cậu cứ mang thân tôi. Dạ. Việc cũng không để sang năm mới. Dạ vâng ạ, tuyệt vời quá. Dạ, em cảm ơn sếp ạ. Thế thì sếp cứ tận hưởng đi, em xin phép ạ. Dạ vâng. Dạ em xin phép. Dạ. Này, xong việc rồi đấy nhá. Tiện cậu đặt cho tôi hai ghế massage Fuji Luxury 889 Lux nhá, để tôi làm quà tặng bố mẹ hai bên. Ok. Fuji Luxury 889 Lux, bậc thầy massage dành cho bậc thầy tặng quà.